Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ gây mưa rào rải rác. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông, từ đêm nay ở Trung Trung Bộ có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3. Khu vực phía Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ khô hanh, chỉ mưa nhỏ vài nơi. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 20 độ. Riêng ở Điện Biên và Lai Châu là từ 22 đến 25 độ C, độ ẩm là từ 80 cho đến 100%. Ở phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ, ở vùng núi là từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 20 độ và độ ẩm là từ 80 đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 20 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 22 độ, ở phía Nam có nơi từ 23 đến 25 độ, độ ẩm là từ 70 đến 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Riêng ở phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Thưa quý vị và con, giữa tháng 12 mà tiết trời ở Quảng Trị vẫn nắng gay gắt như mùa đông không về, báo hiệu một vụ sản xuất đông xuân vô cùng khó khăn khắc nghiệt. Trong gần 10 hồ đập chứa nước tưới của tỉnh thì tại thời điểm này đa số có mực nước quá cạn. Đấy là chưa kể lượng nước thất thoát từng ngày trong hồ do trời nắng làm nước bốc hơi nhanh. Năm nay không có mưa nên ruộng đồng trơ cuống dạ, không thối mục để cung cấp thêm nguồn phân bón cây lúa. Ruộng đồng chuột bọ rất nhiều, không tài nào diệt hết được. Để đối phó với nạn chuột bọ tung hoành, nhiều địa phương ở Quảng Trị đang tập trung diệt chuột với nhiều hình thức. Tại huyện Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Vĩnh Linh đã phát động lễ ra quân diệt chuột về các xã, hợp tác xã. Các huyện này cũng trích kinh phí hàng trăm triệu giúp nông dân diệt chuột bọ, làm vệ sinh ruộng đồng trước khi đợi nước về để làm đất. Theo lịch thời vụ của Quảng Trị, thì ngày 1 tháng 1 năm 2013 sắp tới sẽ xuống đồng gieo cấy trà đầu tiên. Do vậy, cả tỉnh Quảng Trị đang dốc sức tập trung chuẩn bị tốt nhất cho vụ sản xuất đông xuân. Trước hết về nguồn nước tưới, ông Nguyễn Duy Thông cho biết, với phương châm tưới tiết kiệm nước để phục vụ sản xuất, công ty đang tập trung nhân lực nạo vét kênh mương, đặt thêm máy bơm tận dụng nguồn nước hồi quy từ các cánh đồng, sông suối tưới cho ruộng đồng. Khi quá cần thiết mới cấp lượng nước còn lại trong các hồ chứa ra sử dụng. Song song đó là việc chú trọng công tác ngăn mặn, giữ ngọt. Toàn tỉnh Quảng Trị có 8 hệ thống ngăn mặn, lớn nhất là công trình ngăn mặn Việt Yên và Bến Tám đang được gấp rút sửa chữa các cửa ngăn mặn. Theo ông Thông, để có thêm điều kiện chống hạn, công ty cần có 20 tỷ đồng đầu tư mua máy móc, thiết bị, xăng dầu, tiến hành nạo vét các kênh mương. Ngoài ra, một số diện tích đất ruộng khó khăn về nước nên khoanh vùng và chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm bớt diện tích cấy lúa để hạn chế thiệt hại. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ và độ ẩm là từ 50 cho đến 60%. Theo bà con, Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng cho biết, kết quả nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 đã tìm thấy ít nhất 6 loại ký sinh trùng ở cá hồi với tỷ lệ nhiễm dao động từ 0,3 đến 38%. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đã phát hiện 3 loại ký sinh trùng ở cá tầm nuôi ao và 5 loại ký sinh trùng ở cá tầm nuôi lồng. Đây là các vật nuôi quan trọng đang phát triển mạnh ở Lâm Đồng. Việc nghiên cứu của Viện xuất phát từ tình hình bệnh dịch gây tổn thất không nhỏ cho nghề nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng. Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!